anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Sài Gòn trong mấy tuần lễ vừa qua, trời thật nóng bức, ai cũng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Chính sự mệt mỏi thân xác tác động đến tính tình và cách hành xử gay gắt, bực bội. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mọi người cảm thấy thật dễ chịu. Mong sao cơn gió cứ thổi hiu hiu để cái nóng bức được xua đi, cái mát mẻ dịu dàng của gió được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Gió, con người dùng gió để làm cối xay gió. Đến châu Âu, chúng ta sẽ được thấy những huyền thoại về những chiếc cối xay gió. Đặc biệt ở đất nước Hà Lan, trong xã hội xa xưa, cối xay gió đảm nhận nhiệm vụ bơm nước ra vào giữa các cân phục vụ cho cuộc sống của người Hà Lan. Những chiếc cánh quạt vĩ đại thật khỏe, dài hàng chục mét. Qua những cánh quạt lớn này, gió truyền lực của mình trên những bánh guồng lớn bằng gỗ, những bánh guồng múc nước. Vì thế, cối xay gió đã đi vào lịch sử và trở thành một biểu tượng của dân tộc Hà Lan cùng với hoa tulip. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, từ thời xa xưa, con người đã dùng năng lượng gió để di chuyển những thuyền buồm trên biển và di chuyển kinh khí cầu ở trên không, từ thế kỷ thứ 18. Gần đây, nhiều nước dùng năng lượng gió để sản xuất điện. Từ sau những cuộc khủng hoảng dầu trong những thập niên 70 của thế kỷ trước, việc nghiên cứu sản xuất năng lượng từ các nguồn khác được đẩy mạnh trên toàn thế giới, kể cả việc phát triển các túp bin gió hiện đại. Ngày nay, nếu quý ông bà anh chị em đi qua nước Pháp, xuyên Bỉ, đến Hà Lan hay là đến Đức, chúng ta sẽ thấy được những chiếc quạt khổng lồ. Đó là những túp bin gió hiện đại để dùng năng lượng gió tạo điện năng. Ở Việt Nam chúng ta ngày 10 tháng 5 năm 2010 bắt đầu một tập đoàn của Mỹ đã xuất xưởng các máy phát điện chạy bằng năng lượng gió đầu tiên tại khu công nghiệp ở Hải Phòng. Công suất không cao lắm nhưng mà cũng đủ để được sử dụng tại Việt Nam.
Gió thổi đi nóng bức, gió làm tươi mát, gió tạo điện năng cho con người. Gió chính là biểu tượng của Chúa Thánh Thần mà con người cảm nhận được khi Ngài hiện xuống, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Sách Tông Đồ Công Vụ đã ghi nhận khi đến ngày ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà nơi họ đang tụ tập. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu trên từng người một. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngũ tuần có nghĩa là 50. Lễ ngũ tuần dân Do Thái mừng 50 ngày sau lễ vượt qua, tưởng niệm biến cố trọng đại trên núi Sinai. Môi-se đón nhận từ Thiên Chúa giao ước 10 điều răn được khắc ở trên bia đá cho dân Chúa được tuyển chọn. Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ ngũ tuần nơi các môn đệ của Chúa Giê-xu 50 ngày sau khi cuộc phục sinh cùng với mẹ Maria. Các tông đồ lãnh nhận Thánh Linh như là một giao ước mới, giao ước của tình yêu được khắc ghi trong trái tim, không phải trên bia đá. Lễ ngũ tuần cũng đánh dấu ngày khai sinh của hội thánh, dân được tuyển chọn mới. Một cộng đoàn sẽ đến từ nhiều dân tộc và ngôn ngữ, nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất dưới tác động của Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, được gọi bằng các tên Chúa Thánh Linh, Thần Khí, Ngôi Tình Yêu hay là Chúa Thánh Thần. Qua biến cố hiện xuống trên các tông đồ, hai hình ảnh chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khi Ngài hiện xuống. Thứ nhất là gió, thứ hai là lửa. Ngoài ra trong các sách Tin Mừng, Thánh Thần bằng hình ảnh của chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giê-xu khi Ngài lãnh nhận phép rửa của Gioan tại sông Giô-đan. Thánh Thần được Chúa Giê-xu nhấn mạnh qua hình ảnh của nước hằng sống khi Ngài trao đổi với người phụ nữ thành Samaria về sự sống. Ngài nói, nếu chị nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người sẽ ban cho chị nước hằng sống. Thánh Thần còn được nói đến bằng hơi thở thần khí, như sách Sáng Thế Ký có nói, thần khí Chúa bay là trên mặt nước. Thiên Chúa trao ban hơi thở khí thần của Ngài cho con người để cho con người có sự sống khi Ngài tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Khí thần theo nguyên ngữ của Do Thái được dùng ở đây có nghĩa là huia, nghĩa là gió, là hơi thở, là thần khí. Chúa Giê-xu cũng thổi hơi thở gió nhẹ và trao Thánh Thần cho các môn đệ, như chúng ta vừa lắng nghe trong đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan. Cách riêng với hình ảnh của gió, Chúa Giê-xu dùng để nói về Chúa Thánh Linh mà Ngài bàn luận với ông Nicodemo. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra cũng như vậy. Trong Cựu Ước, gió lốc diễn tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nhưng khi gió rì rào nói về sự thân mật của những lời Thiên Chúa nói với các ngôn sứ, Thiên Chúa phục hồi sự sống các bộ xương khô cốt trong lời của tiên tri Ezekiel. Hỡi thần khí gió từ bốn phương, hãy tới và hà hơi vào những người bị giết chết này để chúng được hồi sinh. Gió, thần khí của Thánh Thần làm hồi sinh, tạo sức sống. Ngôn sứ Elia gặp Thiên Chúa không phải trong những chấn động mạnh mẽ của lửa, của động đất, nhưng trong cơn gió nhẹ thoảng qua trong thinh lặng của tâm hồn và vạn vật. Ngọn gió của Chúa Thánh Thần có thể thổi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả.
với riêng đời sống con người, thánh thần như làn gió nhẹ. Thánh thì có diễn tả rằng là mát mẻ, dịu dàng, thông thoảng gió, chỗ nghỉ ngơi cho cuộc đời gian khổ, trong nồng nực là mát mẻ thanh lương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi bạn cùng ông bà anh chị em hãy để Chúa Thánh Thần thổi vào tâm hồn mình như làn gió thổi vào những cánh buồm, giúp thuyền lướt qua đại dương để về tới quê trời, đó là quê cha, như tuần trước chúng ta đã suy niệm. Vì chúng ta là con người, con người như Thánh Phaolô xác tín, ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để Thánh Thần làm động lực cho mỗi hành động, như năng lượng của gió tạo điện năng cho con người. Ngài chính là tác nhân năng lượng của chính chúng ta trong cuộc đời, từ lời nói đến hành động. Như trong thư gửi giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô đã chia sẻ với chúng ta, hãy sống theo thần khí. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Vâng, Chúa Thánh Thần làm mát dịu tâm hồn, làm sống động con tim của chúng ta và cho chúng ta tiến bước trong bình an. Như Phaolô có xác tín trong thư gửi giáo đoàn Galata, nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Như làn gió nhẹ, xin Ngài hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần. Amen.